Thầy ơi, bây giờ em tìm không được cái người bạn như ý trong cuộc đời của em. Em không tìm được một người đàn ông lý tưởng như em. Thưa anh chị em, mình chỉ có thể tìm được một người đàn ông lý tưởng khi và chỉ khi mình trở thành một người lý tưởng. Mình chỉ có thể tìm được một người đàn ông hòa hợp và tuyệt vời với mình. Bạn sẽ không bao giờ tìm được một người đàn ông tuyệt vời, không bao giờ tìm được một người ông tốt cho đến khi bạn trở thành người đó. Anh chị nên nhớ, đàn ông hay phụ nữ cũng giống như tiền vậy đó. Tiền bạc, sự giàu có và may mắn cũng giống như những cơn mưa trên bầu trời vậy đó. Tại sao có nhiều người nhận được hớt mưa nhưng có người nhận ít nước mưa? Như vậy tiền bạc, sự may mắn và cơ hội có đều nhau trong cuộc đời này, nhưng sẽ có người nhận được nhiều, người nhận được ít. Tất cả những thứ mình có trong cuộc đời, mình chỉ vô trong thì cuộc đời mình bớt khổ và những người xung quanh sẽ bớt nhăn nhó với bạn.